Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ 2 sắp tới. Nội dung ôn tập của kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2 gồm những bài sau. Chúng ta bắt đầu vào bài đầu tiên, đó là bài thực vật. Thực vật có cơ thể đa bào, có lục lạc và sống tự dưỡng. Phân loại sẽ có 4 nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm rêu, có đặc điểm. Đây là nhóm thực vật mật thấp, rễ giả và chưa có mạch dẫn. Rêu sinh sản bằng bào tử và bào tử có ở ngọn cây. Nhóm thứ hai là nhóm dương sĩ. Đặc điểm: dương sĩ đã có mạch dẫn, chưa có hoa, quả, hạt, sinh sản bằng bào tử và bào tử có ở mặt sau của lá già. Nhóm thứ ba đó là nhóm hạt trần, có hệ mạch dẫn, có hạt nhưng chưa có hoa, sinh sản bằng nón. Nhóm cuối cùng là nhóm hạt kín, có hệ mạch dẫn, có cả hoa, quả và hạt, sinh sản bằng hoa. Bài thứ hai là bài động vật. Động vật có đặc điểm: đây là cơ thể đa bào, phân hóa thành các cơ quan và hệ cơ quan, có khả năng di chuyển, sống dị dưỡng và phản ứng nhanh với kích thích từ môi trường. Phân loại ta sẽ phân thành hai nhóm, đó là động vật không xương sống và động vật có xương sống, dựa vào đặc điểm là xương cột sống. Ở nhóm động vật không xương sống gồm có ruột khoang, xương, thân mềm và chân khớp. Ở nhóm động vật có xương sống gồm có cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú. Chúng ta tìm hiểu sang bài thứ ba, lực và biểu diễn lực. Khái niệm: lực là tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác. Ký hiệu của lực là chữ F, đơn vị là Newton. Khi biểu diễn lực trên hình vẽ, ta sẽ biểu diễn bằng một mũi tên, có những cái đặc điểm như sau, gồm có góc, phương, chiều và độ lớn. Góc là điểm mà lực tác dụng lên vật, hay còn gọi là điểm đặt của lực. Hướng gồm có phương và chiều. Phương cùng phương với lực kéo, chiều cùng chiều với lại lực kéo. Độ lớn là chiều dài của lực theo một tỉ xích cho trước. Chúng ta tiến hành làm bài tập cho bài lực và biểu diễn lực. Nêu đặc điểm của các lực trong hình vẽ sau, cho tỷ lệ xích 1 cm ứng với 10 N. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu câu A. Khi nói về đặc điểm của lực thì ta sẽ nhớ đến 4 cái đặc điểm, đó là góc, phương, chiều và độ lớn. Góc là điểm mà lực tác dụng lên vật, cũng như là điểm tiếp xúc giữa vật và lực. Trên hình vẽ ở hình A, ký hiệu là chữ A, vậy góc sẽ là A. Phương sẽ là phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn là 30 N, 1 cm ứng với 10 N. Nhìn vào hình vẽ ta thấy nó có 3 khoảng, mỗi khoảng là 10, vậy thì 3 sẽ là 30. Sang bài B. Điểm mà lực tác dụng lên vật, ký hiệu là chữ B, vậy góc sẽ là góc B. Phương cùng phương với phương của lực tác dụng, đó là phương thẳng đứng. Chiều theo chiều của mũi tên, từ dưới lên trên. Ta thấy chia thành hai khoảng, mỗi khoảng là 10 N, vậy độ lớn sẽ là 20. Chúng ta sang bài tác dụng của lực. Khi có một lực tác dụng vào vật sẽ sinh ra những cái kết quả như sau. Thứ nhất,
là làm cho vật bị thay đổi tốc độ. Thứ hai, có thể làm cho vật thay đổi hướng. Thứ ba, có thể làm cho vật bị biến dạng. Thứ tư, trường hợp đặc biệt là vật có thể vừa thay đổi tốc độ vừa biến dạng. Cô cho một số ví dụ như sau. Bài tập tham khảo cho bài tác dụng lực. Các con sẽ chọn từ thích hợp sau đó điền vào chỗ trống. Câu A. Khi cầu thủ đá vào quả bóng đang nằm yên thì chân cầu thủ đã tác dụng lực lên quả bóng, khiến cho quả bóng đang đứng yên bắt đầu chuyển động. Câu B. Khi thủ môn dùng tay bắt quả bóng đang bay vào khung thành thì tay thủ môn đã tác dụng lực vào quả bóng, khiến quả bóng đang chuyển động thì bị dừng lại. Câu C. Không khí tác dụng lực lên làm cho vận động viên nhảy dù bị chuyển động nhanh hơn. Câu D. Dùng tay đè lên tấm nệm cao su làm tấm nệm bị biến dạng. Lực hấp dẫn và trọng lượng, khái niệm. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm của một số đại lượng. Đầu tiên là khối lượng. Khối lượng là số đo lượng chất của một vật hoặc là lượng chất chứa trong vật. Ví dụ cô nói, trên vỏ hộp sữa có ghi khối lượng tịnh là 380g, thì con số này sẽ cho mình biết điều gì? Thì con số này sẽ cho mình biết là lượng sữa bên trong, cũng như là khối lượng sữa bên trong là 380g, không tính phần vỏ bên ngoài. Ta tìm hiểu sang đại lượng thứ hai, đó là lực hấp dẫn. Thì lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng. Đại lượng thứ ba đó là trọng lực. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Thì lực hút của trái đất cũng có thể gọi là lực hấp dẫn. Đại lượng thứ tư đó là trọng lượng. Trọng lượng của một vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. Chúng ta đi vào phần bài tập về mối liên hệ giữa khối lượng và trọng lượng. Trọng lượng của quả cân 100g sẽ là 1 N. Vậy đề bài hỏi, vật có khối lượng là 200g sẽ có trọng lượng là bao nhiêu? Chúng ta lấy 250g chia cho 100 sẽ ra được là 25 N. Bài thứ hai, vật có trọng lượng là 350 N sẽ có khối lượng là bao nhiêu? Trọng lượng của một vật có khối lượng là 1 kg sẽ là 10 N. Vậy ta lấy 350 N chia cho 10 sẽ ra được khối lượng của vật là 35 kg. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực. Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực. Bài tập xác định lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. Ở dạng bài tập này thì tụi con phải xác định được vật tác dụng lực và vật chịu tác dụng lực trong từng trường hợp. Nếu vật tác dụng lực tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực thì đó là lực tiếp xúc. Nếu vật tác dụng lực không tiếp xúc với vật chịu tác dụng lực thì đó là trường hợp lực không tiếp xúc. Chúng ta đi vào câu A. Cô gái nâng tạ, ta thấy tay sẽ tiếp xúc với tạ, vậy đây là lực tiếp xúc. Câu B. Cầu thủ chuyền bóng thì chân sẽ tiếp xúc với bóng, đây là lực tiếp xúc. Câu C. 500 hút viên bi sắt, trường hợp này 500 chúng ta không cần đưa lại
chạm vào viên bi sắt nhưng vẫn có thể hút được viên bi sắt. Vậy đây là lực không tiếp xúc. Câu D, đẩy bích tông ép hoa quả thì tay sẽ tiếp xúc với lại bích tông. Đây là lực tiếp xúc. Câu E, nâng cốc nước lên khỏi bàn, tay sẽ tiếp xúc với cốc. Vậy đây là lực tiếp xúc. Bài biến dạng lò xo và phép đo lực. Treo lò xo vào một giá đỡ. Chiều dài của lò xo khi chưa treo vật gọi là chiều dài tự nhiên hoặc là chiều dài ban đầu, ký hiệu là L0. Sau khi treo vật vào thì mình thấy lò xo bị giãn ra. Chiều dài của lò xo lúc này sẽ gọi là L. Vậy thì độ biến dạng của lò xo là độ giãn ra thêm sẽ được tính bằng L trừ cho L0. Bài tập tính độ giãn của lò xo. Đề bài cho chiều dài của lò xo khi chưa treo vật là 20 cm. Sau khi treo quả cân 20g vào thì chiều dài của lò xo lúc này sẽ là 42 cm. Hỏi độ giãn lò xo là bao nhiêu? Và nếu treo thêm 2 quả cân cùng loại thì chiều dài của lò xo lúc này là bao nhiêu? Đầu tiên, chúng ta sẽ tóm tắt đề bài. L0 là chiều dài tự nhiên 20 cm. Quả cân có khối lượng là 20g. Chiều dài của lò xo lúc này ký hiệu là L1 là 42 cm. Ký hiệu của độ giãn lò xo là delta L1. Treo thêm 2 quả cân, đề bài đã cho mình 1 quả cân là 20g. Bây giờ treo thêm 2 quả cân, vậy sẽ là 3 quả cân, tổng khối lượng là 60g. Và chiều dài lúc này của lò xo là bao nhiêu? Chúng ta tiến hành đi tìm độ giãn của lò xo khi treo vật 20g. Ta sẽ lấy chiều dài của lò xo khi treo vật trừ cho chiều dài tự nhiên được 22 cm. Đây là độ giãn của lò xo khi treo một vật. Vậy thì để tìm được độ giãn của lò xo khi treo 3 vật, có nghĩa là 3 quả cân, thì ta sẽ lấy độ giãn của lò xo khi treo một vật nhân cho 3, ra được kết quả là 66 cm. Vậy thì chiều dài của lò xo khi treo 3 quả cân sẽ bằng độ giãn của lò xo khi treo 3 quả cân cộng cho chiều dài tự nhiên. Kết quả cuối cùng là 86 cm. Lực ma sát. Lực ma sát là lực tiếp xúc, chúng xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. Có lực ma sát trượt thì lực ma sát trượt sẽ xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác. Lực ma sát nghỉ xuất hiện để ngăn cản sự chuyển động của một vật. Độ lớn của lực ma sát sẽ phụ thuộc vào tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa các vật. Mặt tiếp xúc càng gồ ghề thì lực ma sát sẽ càng lớn. Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc là cản cỡ chuyển động của một vật. Lực cản của không khí. Khi vật chuyển động trong không khí sẽ chịu một cái lực cản, đó là lực cản của không khí tác dụng lên vật. Bài tập xác định ma sát có ích và có hại. Câu A. Ma sát làm cho đế giày bị mòn. Vậy trường hợp này là ma sát có hại. Trường hợp B. Sàn nhà trơn. Điều này chứng tỏ là ma sát rất ít, sẽ làm chúng ta dễ bị ngã. Vậy chỉ cần chúng ta tăng cái sự ma sát giữa bề mặt tiếp xúc sàn nhà và dép thì lúc này chúng ta sẽ khó bị trượt ngã hơn. Trường hợp này ma sát có ích. Câu C. Răng của xích bánh xe bị mòn là do sự ma sát. Trường hợp này là ma sát có hại. Thùng hàng trượt khó khăn trên sườn nhà, ma sát có hại.
Bánh xe máy có khe rãnh, đây là mặt phẳng gồ ghề thì ma sát lớn. Khi ma sát lớn sẽ giúp xe không bị trượt khi phanh gấp, làm ma sát có ích. Trường hợp tiếp theo, bánh xe ô tô bị mòn sau một khoảng thời gian là ma sát có hại. Người đi bộ có thể đi trên đường mà không bị té. Ma sát có lợi. Về nhà các em xem lại tất cả nội dung của phần ôn tập. Bài tập cô sẽ phát trên lớp. Trong quá trình làm bài nếu có khó khăn, các em nhớ báo cho giáo viên trên lớp hướng dẫn. Chúc các em có kỳ thi thật là tốt.